Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi trọn đời tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, từ năm 66 tuổi trở đi. Nếu như nắm bắt được cơ mệnh này sẽ hóa hung thành cát, tránh được vận hạn, giải được tai ương, hưởng trọn phúc lớn cho đến cuối cuộc đời, giàu sang phú quý hơn người. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý vị về nội dung tử vi trọn đời cho người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, sau năm 65 tuổi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang trọn đời. Tiết lộ bí ẩn cuộc đời tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, trời cao cho phúc, càng già càng giàu, tiền bạc chi tiêu ba đời không hết. Kiếp người sao mãi long đong, nghiệp duyên vay trả theo dòng sông mê, trần gian đau khổ mọi bề, đâu như bến mộng tràn trề yêu thương, đau thương vùi lấp nẻo đường. Lệ rơi giọt đắng buồn vương mi sầu, cảnh đời oan trái dạ đau, hỡi ai biết được rằng câu ai ngờ, tình người sao mãi thờ ơ, ngày đêm vọng tưởng ước mơ sang giàu. Quý vị thân mến, ước mơ sang giàu, nhà đẹp, xe xịn, gia đình hạnh phúc từ lâu đã trở thành mục tiêu cả đời của rất nhiều người. Có những người phấn đấu cả đời chỉ mong sao về sau có được ngôi nhà khang trang, con cái thành đạt, không cần thành ông nọ bà kia, chỉ mong gia đình hạnh phúc, tiền của dư dôi, chẳng cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Thế nhưng cuộc đời vốn là bất định, vận mệnh con người vốn đã được định sẵn. Tại thời điểm này, bạn được quý nhân nâng đỡ, cát tinh cao chiếu mà gặp được nhiều may mắn, làm đâu thắng đó, phú quý lâm môn, bạc tiền vô biên, thu hái tiền tỷ của thiên hạ. Nhưng tại thời điểm khác, bất ngờ bạn bị hung tinh chiếu rọi, bị tiểu nhân hãm hại mà lụi bại cơ đồ, vỡ nợ, mất trắng, vận hạn kéo đến triền miên, nợ nần chồng chất. Chính vì lẽ đó mà trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và các bạn cùng luận bàn về những bí ẩn cuộc đời của người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào. Từ đó quý vị có thể chuẩn bị cho mình những kế hoạch đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống của mình. Nếu quý vị và anh chị có băn khoăn hay thắc mắc về vận trình của mình thì hãy để lại những thông tin xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, cuộc đời của một Kỷ Hợi là một cuộc đời thấm đẫm những thất vọng về nhân tâm, thấm đẫm những đau thương, những sững sờ ngẩn ngơ. Rất nhiều lần cho đi nhiều hơn là nhận được, rất nhiều thiệt thòi, rất nhiều chán nản vì sự chân tình thẳng thắn nhiệt thành của bản thân. Cuộc đời của tuổi Kỷ Hợi luôn cần họ phải chăm chỉ, vì nếu không chăm chỉ thì chẳng có chút tự thành về thân. Nó là cuộc đời làm 10 chỉ mong được 5, nhưng rồi bị bầy chim ưng mang tên bạn bè, người thân sâu xé, cuối cùng cũng chỉ còn được 2-3 phần về mình. Cuộc đời của Kỷ Hợi là một cuộc đời hiếm khi được thừa kế, là một cuộc đời mà muốn gì thì phải tự đi mà làm, quy đổi từng giọt mồ hôi, từng giọt nỗ lực, từng giọt nhiệt huyết, nhiệt thành, chuyển hóa nó thành vật chất trong tay, thị phi là có, hiểu nhầm là lắm. Lừa bạc cũng nhiều, nhưng dù bao nhiêu nghịch cảnh, bị đời gieo bao ưu phiền, ngọn lửa lưu ly trong suốt của Kỷ Hợi chưa bao giờ bị ảm đạm, mở phai cho tất cả những gì Kỷ Hợi đã trải, chỉ biết nói cảm ơn bản thân vì đã luôn can trường, lạc quan, sống thiện và lựa chọn trao đi. Nhắc đến Kỷ Hợi là nhớ tới những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hát OK, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó,
họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ chịu khó, siêng năng làm lụng. Nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của tuổi Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Kỷ Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai, những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người, họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy, tuổi Kỷ Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng, nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Đặc biệt, tuổi Kỷ Hợi rất thân thiện và hòa đồng, sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Kỷ Hợi, họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Dù đi đến đâu, tuổi Kỷ Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó, thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương. Tuổi Kỷ Hợi có cuộc sống an nhàn và lạc quan, họ luôn tươi cười, vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi Kỷ Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận cuộc đời tầm thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm, bởi thực chất tuổi Kỷ Hợi có sự thông minh và quyết đoán. Họ cũng phải vượt qua chặng đường khó khăn trước đó, chỉ là họ không nói ra mà luôn quan sát để chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn, áp lực của công việc, có người nhăn nhó, khó chịu, có người kêu ca, chán nản, tuổi Kỷ Hợi lại khác, họ luôn trong tư thế sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách, thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén, giúp những người này vượt qua khó khăn. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh mộc, hay còn gọi là bình địa mộc, phần lớn người mệnh mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát, thế nhưng với người mệnh nạp âm bình địa mộc, đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối, cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ, dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Người tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác, họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan, tiến tới, họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Về đường công danh sự nghiệp, người tuổi Kỷ Hợi có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời của mình, nhưng họ không bao giờ tham lam, ích kỷ vì lợi ích của bản thân mà làm tổn hại tới người khác. Khi làm việc, những người này khá cẩn thận, chậm chạp, nhưng vô cùng chắc chắn, sự tỉ mỉ, cần cù và tấm lòng nhân hậu sẽ giúp họ trở thành những công dân có ích, tâm huyết với nghề, cuộc sống của họ lúc nào cũng bình yên, đơn giản như tính cách của họ vậy. Người tuổi Kỷ Hợi không thích tranh chấp, mâu thuẫn trong cuộc sống, thậm chí tránh xa những con người nhỏ nhen, ích kỷ. Bởi vậy họ thích hợp với những công việc mang tính chất xây dựng, cộng đồng. Nếu như tham gia công việc có sức cạnh tranh ác liệt, họ sẵn sàng chịu thua về mình và rút lui. Ngay từ thuở nhỏ, họ đã ham học hỏi, tìm tòi mọi thứ xung quanh. Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ giúp tuổi Kỷ Hợi thành công trong các lĩnh vực như ngành nghiên cứu khoa học, thiết kế hay công nhân viên chức. Dù giỏi kiếm tiền, nhưng họ nổi tiếng là những người tiêu hoang phí, bởi vậy tuổi Kỷ Hợi sẽ không thích hợp với các vị trí quản lý tiền bạc, tài sản. Nếu làm ăn kinh doanh, tuổi Kỷ Hợi có nhiều điểm mạnh cần phải được phát huy nhiều hơn. Với sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, tuổi Kỷ Hợi tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn lớn, con mắt tinh tế và óc phân tích sắc sảo, giúp họ có cái nhìn khách quan, chính xác về nhu cầu của thị trường, từ đó quyết định đẩy mạnh mặt hàng cần kinh doanh. Tuy nhiên, nếu muốn công việc diễn ra thuận lợi hơn, tuổi Kỷ Hợi cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định điều gì đó. Hơn nữa, trong những tình huống gấp rút, bất ngờ, sự quyết đoán mới chính là yếu tố giúp họ giải quyết vấn đề. Nếu có đam mê với kinh doanh, họ nên thử sức với lĩnh vực buôn bán bất động sản. Tuổi Kỷ Hợi là người lạc quan, tích cực, nên trong cuộc đời, khi gặp khó khăn, họ luôn nghĩ rằng trong cái rủi có cái may, dù chuyện xui xẻo bày ra trước mắt, họ vẫn tìm được điểm tích cực để vững tin vượt qua khó khăn. Cuộc đời họ cũng gặp nhiều may mắn, khi khó khăn, thử thách đều được giúp đỡ từ quý nhân, bạn bè, người thân cũng giúp sức tận tình, làm họ có hậu phương vững chắc vươn lên. Nhờ vậy mà Kỷ Hợi chắc chắn sẽ gây dựng được cơ ngơi đáng nể khi bước vào giai đoạn trung niên. Chỉ cần Kỷ Hợi biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói,
khoảng thời gian sắp tới sẽ là những tháng ngày huy hoàng rực rỡ trong cuộc đời của họ. Điềm báo tử vi cho thấy rằng, giai đoạn hậu vận sẽ chính là thời điểm tuổi Kỷ Hợi bùng nổ trên nhiều phương diện, từ năm 66 tuổi trở đi. Nhiều cơ hội may mắn ùn kéo đến, sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, tình cảm, sức khỏe, THA hoa rực rỡ, về già Kỷ Hợi sẽ có cuộc sống an nhàn và sung túc, đủ đầy. Tuy cuộc sống của họ lúc nào cũng bình yên, nhưng không ít lần tuổi Kỷ Hợi mất mát tài sản vì sự cả tin của mình. Trong công việc, họ rất chuyên tâm, một khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ dồn hết tâm trí và sức lực vào công việc. Tuy nhiên, vì đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại, dễ nản lòng, thoái chí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận, thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân. Lời khuyên dành cho tuổi Kỷ Hợi là hãy vững lòng học cách bảo vệ quan điểm của mình, tuy nhiên đừng quá bảo thủ, mọi chuyện đều theo ý mình thì rắc rối nhỏ sẽ biến thành phiền phức to. Khi có vấn đề, quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, biết bàn bạc thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết, khắc phục hậu quả tốt nhất. Về phương diện tài lộc, người tuổi Kỷ Hợi được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt, dù là làm kinh doanh, làm thuê hay đã nghỉ hưu thì đều được lộc trời ban, hãy vững tin với lựa chọn của mình. Dám nghĩ dám làm, sai thì đứng lên làm lại, chắc chắn thành công sẽ mỉm cười, có điều hành sự nên nhìn trước ngó sau, suy xét kỹ càng trước khi thực hiện để bảo toàn tiền bạc, gia sản. Theo tử vi học, tài vận của người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, rất hanh thông, là con giáp tiền tài vượng phát nhất trong số 12 con giáp, trời sinh nhiều tài lộc, may mắn vào vận cuối, chỉ cần Kỷ Hợi nỗ lực nắm bắt cơ hội, chăm chỉ, cần cù làm việc thì tài lộc không mời mà tự tới, cuộc sống sung túc an nhàn cho tới cuối đời. Thời trẻ, Kỷ Hợi không quá yêu tiền, họ nghĩ chỉ cần cuộc sống bình yên thì tiền bạc cũng chỉ là phù du. Sau khi bước ra xã hội và đi làm, Kỷ Hợi sẽ dần nhận ra tiền bạc rất quan trọng, họ không còn sống một cuộc sống xa hoa như trước nữa, tiết kiệm hơn, cũng sẽ nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn. Tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc dường như có khả năng cuốn hút hạnh tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay khi xử lý việc quan trọng. Nên bình tâm, tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Ngoài ra, hãy nhớ chú ý tới các mối quan hệ giao hảo xung quanh. Nó cũng có thể là những quý nhân đem tới sự trợ giúp bất ngờ trong công việc và cuộc sống. Nhìn chung thì vận tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi rất rực rỡ trong việc kinh doanh, buôn bán, cần phát huy sức hút cá nhân, sẽ phát triển thuận lợi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hãy dũng cảm tiến tới nắm bắt cơ hội trước mắt. Bước vào giai đoạn hậu vận, Thái Dương Cát Tinh mang đến may mắn cho Kỷ Hợi, cát khí vượng, Kỷ Hợi có thể sẽ được quý nhân trợ giúp khá nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Từ 66 tuổi trở đi có ấn quan kết hợp, Kỷ Hợi hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa những nhiệm vụ được giao. Dù có khó khăn đến đâu, đó là nhờ ý chí và quyết tâm cao độ đối với mục tiêu của bản mệnh. Đương nhiên, quá trình đó không thể tránh được khó khăn, bởi làm gì có con đường đi đến thành công nào trải đầy hoa hồng, nhưng Kỷ Hợi đều có thể vượt qua hết. Về mặt tài chính, Kỷ Hợi có tiềm năng lớn để phát triển và thành công trong giai đoạn này. Và đây cũng là thời điểm tuyệt vời để Kỷ Hợi tiết kiệm, lập ngân sách và đầu tư vào các mục tiêu tài chính dài hạn. Từ 66 tuổi trở đi, Kỷ Hợi không chỉ nên học hỏi, cập nhật những phát triển của ngành và tận dụng các cơ hội để học các kỹ năng và kiến thức mới mà còn phải duy trì thói quen nó. Điều này có thể giúp Kỷ Hợi duy trì tính cạnh tranh và nâng cao giá trị. Từ 66 tuổi trở đi, tài lộc của tuổi Kỷ Hợi vượng, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho thấy tính chủ có thu nhập chính và thu nhập phụ cùng gia tăng. Thêm nữa, Kỷ Hợi làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong chuyện buôn bán vì có thêm thực thần tạo cho nhiều cơ hội thu tài lộc về tay. Con người sẽ có 3 loại mệnh, thành công sớm, thành công muộn hoặc sẽ không làm nên trò trống gì. Những người đạt được thành công sớm một cách dễ dàng thì có thể có thời khắc huy hoàng ngắn ngủi nhưng sau đó lại vụt tắt hoặc mờ nhạt dần. Với những người phát triển muộn thì khởi đầu có thể họ không tốt nhưng nhờ thời gian dài tích lũy thì họ có thể tiến lên và đuổi kịp những người khác. Với những người không làm nên trò trống gì thì cả đời họ đều sống bình thường, đủ ăn, đủ mặc, có thể coi như không có chút thành tựu nào. Tại sao chúng ta thường nói là 40 không lăn lộn, 50 mới biết khổ? Lý do là bởi trải qua sự chìm nổi của 5 tháng đầu, Kỷ Hợi mới hiểu được những khó khăn của cuộc sống là gì. Trước đó Kỷ Hợi cũng cần phải vượt qua rào cản 53 tuổi, rồi 61 tuổi. Những cột mốc quan trọng của đời người đã xô ngã không biết bao nhiêu số phận. Ở cái tuổi 66 thì Kỷ Hợi đã đi qua dốc bên kia cuộc đời. Bước vào độ tuổi này, sức khỏe của Kỷ Hợi đều suy giảm.
dễ mắc nhiều căn bệnh. Nếu dùng quá nhiều sức lực cho công việc hoặc toan tính một điều gì đó, thì sức khỏe lại càng nhanh xuống dốc. Thậm chí có nhiều người khó qua khỏi được giai đoạn này. Nếu Kỷ Hợi nào may mắn vượt qua được sẽ có thể sống khỏe mạnh, còn một số người rất dễ lâm bệnh, gặp tai ương. Ở tuổi 66 này, Kỷ Hợi cần đối mặt với hai nguy cơ rủi ro. 1. Đứng trước bờ vực thất nghiệp không thể kiếm tiền, do áp lực mà cuộc sống ngày càng mệt mỏi, cuộc đời Kỷ Hợi không chỉ có chông gai mà còn luôn tiềm ẩn những khó khăn, đừng nghĩ rằng đi làm, sống nhờ vào đồng lương để nuôi gia đình, nhưng nếu mất việc thì thật sự là cơn ác mộng, đặc biệt, càng già thì vấn đề tìm việc làm với người Kỷ Hợi lại càng là điều bất khả thi. Rủi ro thứ hai, thường xuyên gặp các vấn đề về thể chất và khủng hoảng sức khỏe ngày càng nghiêm trọng. Sau tuổi 60 thì cơ thể Kỷ Hợi ngày càng kém đi, sức khỏe cũng đi xuống. Tuy nhiên, nếu không có vấn đề nghiêm trọng về thể chất thì tín chủ có thể kiếm tiền khá tốt. Có câu chỉ cần ngọn đồi xanh tươi thì đừng lo không có củi là vì vậy. Chăm sóc cơ thể tốt là chìa khóa để trở nên giàu có và may mắn. Sau tuổi 60, thất bại đáng sợ nhất của Kỷ Hợi không phải là không có tiền, mà là nuôi dạy con cái không nên người. Thành công lớn nhất của một người chính là thành công của gia đình, hay nói một cách thẳng thắn hơn là thành công của việc bồi dưỡng, giáo dục con cái. Thành công này không được định nghĩa bằng việc con cái trong nhà phải được nhận vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu, mà đó là sự khỏe mạnh, về thể chất và cả tinh thần, có sự ngay thẳng và tự tin. Đối với Kỷ Hợi từ 66 tuổi trở đi, hầu hết con cái đã bắt đầu bước vào xã hội. Quá trình tìm kiếm việc làm của các con chính là vấn đề khiến Kỷ Hợi lo lắng. Lo cho con không có học vấn cao, không có bằng cấp từ các trường xịn, không có quan hệ để dựa dẫm, nhờ vả, sẽ bị chèn ép. Hay thậm chí lo họ sẽ không chống chọi được với những cám dỗ của cuộc đời. Tất cả đều là những nỗi lo thường trực trong lòng mỗi bậc phụ huynh. Có Kỷ Hợi lúc này mới hối hận, vì trước kia chỉ mải lo công việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình, không dành nhiều tâm huyết cho việc nuôi dạy con cái. Bây giờ, khi các con đã khôn lớn và định hình tính cách, dù tín chủ muốn can thiệp hay thay đổi cũng đã muộn. Nếu Kỷ Hợi không dạy con mình, cuối cùng xã hội sẽ dạy chúng theo cách tàn nhẫn hơn. Chính vì lẽ đó, nếu nuôi dạy con cái không nên người, thì đó là một trong những thất bại đáng sợ nhất của Kỷ Hợi sau tuổi 60. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, tín chủ sẽ biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũng luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng trong lòng Kỷ Hợi, tâm danh lợi của Kỷ Hợi cũng dần tiêu tan. Kỷ Hợi sau 60 tuổi, sức khỏe không còn như trước, tiến chủ càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe là vốn liếng của sinh mệnh. Không khi nào Kỷ Hợi lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe như ở độ tuổi này, bản mệnh sẽ chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn trước và bắt đầu tích cực rèn luyện. Kỷ Hợi sau 60 tuổi đã có sự đánh giá khá chuẩn xác về bản thân mình, tín chủ rất ít khi dao động khiến tâm trạng lên lên xuống xuống vì một chuyện gì đó. Trải qua bao nhiêu năm vất vả, Kỷ Hợi cũng có một điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Ở giai đoạn này, sức khỏe mới là điều quan trọng với Kỷ Hợi. Để duy trì sức khỏe tốt, người tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc có thể thực hiện các biện pháp sau. Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối, bao gồm nhiều rau quả, thực phẩm giàu chất xơ, chế độ ăn đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng, thực hiện các bài tập thể dục đều đặn. Để duy trì sự linh hoạt và sức mạnh cơ bắp, đảm bảo giấc ngủ đủ và chất lượng, giấc ngủ đầy đủ và đều đặn, giúp cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng, tránh căng thẳng và áp lực quá lớn. Bằng cách tìm hiểu các phương pháp giảm stress như yoga, thiền định hoặc tập thể dục, thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và điều trị kịp thời. Đặc biệt, tuổi Kỷ Hợi cần tạo ra môi trường sống lành mạnh và thoải mái. Điều này bao gồm việc giữ gìn môi trường xung quanh sạch sẽ, tránh tiếp xúc với các chất độc hại và tạo ra không gian thư giãn để nghỉ ngơi và thư giãn. Ngoài ra, Phật độ mệnh của người tuổi Kỷ Hợi là Phật A-di-đà. Nếu con giáp này mang theo bên người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng thì sẽ được Phật A-di-đà che chở, bảo vệ phụ hộ độ trì vượt qua những giai đoạn bệnh tật, đau ốm. Tiếp theo là vận trình lưu niên người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Hợi, con giáp này vướng họa kiếp tài trong năm Tý, vì thế mà chuyện làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, mưu sự gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, nhờ có sự cứu trợ của các tinh thái dương, bản mệnh chỉ cần cố gắng làm việc thì ắt tìm ra phương hướng giải quyết. Phương diện tình duyên không khả quan, đào hoa có xuất hiện song đa phần là đào hoa xấu. Năm Sửu. Năm Sửu đem tới cơ hội chuyển vận cho con giáp này. Con đường làm ăn của bạn có nhiều yếu tố thuận lợi,
dù làm trong lĩnh vực gì cũng có khả năng kiếm tiền về đầy túi. Giữa năm có kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại, song không phải vấn đề gì lớn. Năm này bạn chỉ cần hành thiện tích đức thì có thể đạt được mọi điều mà mình mong muốn. Năm Dần. Bước sang năm Dần, bạn gặp phải nhiều sự cố bất ngờ, các kế hoạch đặt ra cũng không được thuận lợi như dự kiến. Tuy nhiên, chỉ cần bạn không đầu hàng khó khăn thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến, thậm chí có người biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Năm Mão. Xem vận trình lưu niên của tuổi Hợi thấy, năm Mão bản mệnh có khả năng chuyển họa thành phúc, tiền bạc đổ về túi ào ào không hết. Giữa năm, con giáp này còn có cơ hội tăng quan tiến chức. Tuy nhiên, cuối năm kẻ tiểu nhân tác oai tác quái, hành sự không còn thuận lợi như trước, bạn cần thận trọng kẻo công lao đổ sông đổ bể. Năm Thìn. Trong năm được chính quan soi chiếu, con đường sự nghiệp của bản mệnh ắt rực rỡ, sáng lạn, nhiều người được nắm quyền hành trong tay. Người đi xa lập nghiệp cũng hứa hẹn được đón nhận nhiều tin mừng. Tuy nhiên, năm Thìn vẫn có họa phá tài nhỏ, bạn chớ nên chi tiêu phung phí hoặc nghe theo lời dụ dỗ của kẻ không đáng tin. Năm Tỵ. Năm này, người thường xuyên di chuyển hoặc người đi ra lập nghiệp gặp được nhiều may mắn, thách thức trở thành cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Chuyện hợp tác đầu tư diễn ra thuận lợi, bạn có thể tìm gặp được đối tác ăn ý, khiến tiền đổ về túi ổn định. Năm Ngọ. Dù người tuổi Hợi gặp phải bất trắc trong năm nhưng thường được các tinh tương trợ, mọi việc đều có thể được tháo gỡ. Năm này tài vận hanh thông, nhiều kế hoạch trước đó của bản mệnh đem tới kết quả tích cực. Hãy hài lòng với những gì mình đang có, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, người tuổi Kỷ Hợi nhìn chung là thuận lợi trong năm Mùi. Bạn có thể tự tạo ra cơ hội cho mình nếu tập trung vào sự nghiệp, nói ít làm nhiều. Tuy nhiên, năm này không thích hợp đi xa, không nên nhảy việc, nên chú ý hoàn thành các nhiệm vụ còn dang dở. Năm Thân. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Hợi thấy rằng, năm Thân họa khẩu thiệt, thị phi phát sinh nhiều, bạn cần hành sự thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Người làm ăn kinh doanh cũng dễ gặp phải bất trắc, cản trở, may mắn đến cuối năm hung vận giảm bớt, bạn vẫn thu về lợi nhuận nhất định. Năm Dậu. Nhiều biến động sẽ xuất hiện trong cuộc sống của người tuổi Kỷ Hợi trong năm này, bạn cần thận trọng khi hành sự, nếu không dễ phá tài, công sức bỏ ra không thu được thành quả tương xứng. Tuy nhiên, người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn hơn, bạn chú ý mở rộng mối quan hệ thì ắt kết giao được với quý nhân. Năm Tuất. Bản mệnh khó nắm bắt được các cơ hội trong năm này, tuy nhiên, nếu chăm chỉ, cố gắng suốt cả một năm thì vẫn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Năm Tuất bạn không nên ngại khó khăn, vất vả, hãy coi đó là cơ hội rèn luyện bản thân, đồng thời có thể trong quá trình đó bạn sẽ lọt vào mắt xanh của quý nhân. Năm Hợi. Trong năm bản mệnh, con giáp này cần chú ý đến việc kết giao bè bạn, nếu không dễ tin lầm kẻ xấu, sự nghiệp lên xuống bất ổn, hành sự khó khăn. Bạn cần phải thực sự kiên trì, hạn chế mâu thuẫn với người khác, tài vận cũng bất lợi, bạn cần hạn chế đầu tư, tốt nhất là tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở. Tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Phật bản mệnh. Mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ, che chở và phù hộ cho mình, tùy vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn, gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc Phật hộ mệnh, thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí. Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết 8 vị bản tôn, chủ quản 12 con giáp. Trong 12 con giáp này, Phật bản mệnh tuổi Kỷ Hợi là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là một trong các vị thần có tuổi thọ, vô lượng thọ, không thể lượng được tuổi thọ. Ngài là vị giáo chủ của cõi cực lạc phương Tây. Phật A-di-đà được biết đến với 48 lời nguyện lớn trước khi trở thành Phật. Một trong những lời nguyện đó là sẵn sàng tiếp dẫn chúng sinh. Khi chúng sinh niệm danh hiệu của Ngài, Ngài phù hộ chúng sinh giải trừ mọi phiền não, nhọc nhằn, vất vả, có khả năng sáng tạo, đem lại lợi ích cho cả gia đình và xã hội, góp công xây dựng sự nghiệp nhà Phật, từ bi hỷ xả cho muôn loài. Nhận được sự bảo hộ của Phật A-di-đà, nếu người tuổi Kỷ Hợi mang theo người những vật tượng trưng của Ngài hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Đức Phật che chở, bảo vệ, Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan, thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành, cát tường. Đức Phật A-di-đà là Đức Phật làm giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc, Ngài có các tên gọi khác là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Ngài cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát được gọi là ba vị thánh của phương Tây. Tuổi Hợp làm ăn với Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Tuổi Kỷ Hợi hợp với tuổi Mão và tuổi Mùi, tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tiền tài, phúc lộc, vì vậy tuổi Kỷ Hợi nên hợp tác, giao hảo với hai tuổi này,
để tăng hiệu quả trong việc làm ăn và nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người tuổi Kỷ Hợi kỵ nhất là tuổi Dần, tuổi Thân và tuổi Tỵ. Nếu kết hợp làm ăn với tuổi này, vận thế sẽ đi xuống nhiều. Hướng phong thủy. Nam mệnh tuổi Kỷ Hợi hợp với các hướng như Tây Nam, Tây Bắc và hướng Tây, làm nhà những hướng này giàu có, làm ăn có lãi, phát tài phát lộc nhanh chóng. Con cháu thông minh, đỗ đạt cao, gia đình hạnh phúc, đặc biệt người trong nhà lương thiện, nhân đinh nhiều, tài lộc dồi dào theo phúc đức để lại. Nữ mạng tuổi Kỷ Hợi hợp với các hướng như hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và hướng Tây, làm nhà những hướng này thì giàu sang phú quý, nhân khẩu tăng, sức khỏe mọi người tốt, tuổi thọ cao, gia đình hạnh phúc, con gái thông minh và thành công trong cuộc sống. Màu sắc phong thủy hợp mệnh Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Người sinh năm 1959 hãy thường xuyên sử dụng các màu tương sinh hoặc màu bản mệnh để gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, hạn chế sử dụng các màu kỵ để tránh vướng vào rắc rối. Màu bản mệnh, xanh lá, xanh lục. Màu tương sinh, đen, xanh dương, đỏ, cam, tím, hồng. Màu kỵ, trắng, xám, tím, vàng, nâu đất. Quý vị thân mến, có bao giờ tuổi Kỷ Hợi tự hỏi tại sao rất nhiều người giàu có, trong khi những người khác lại phải đấu tranh để tồn tại, hoặc sống cho qua ngày với một mức lương bèo bọt, trong khi họ có cùng một nền tảng, tâm trí, cùng một gia đình, với sự giáo dục và cơ hội phát triển giống nhau? Chắc chắn họ sẽ nhận được các kết quả khác nhau, một người rất thành công và một người sẽ thất bại, tại sao điều trái ngược đó lại xảy ra? Một chuyên gia tài chính chia sẻ rằng, việc xem xét các kết quả khác nhau mà những người trong gia đình tôi có được đã dạy cho tôi nhờ bài học cuộc sống quý giá về việc xây dựng sự giàu có. Ông bà tôi là những công nhân nhập cư chăm chỉ, gương mẫu, họ luôn công khai về tất cả các vấn đề tiền bạc với bốn người con của mình. Do đó, bốn người đều nhận được những nguồn thông tin giống nhau, ba trong số họ thậm chí còn có cùng nghề nghiệp. Tuy nhiên, những khoản tiền mà họ kiếm được lại rất khác nhau. Do vậy, tôi muốn chia sẻ trong bài viết dưới đây về những quan sát và kinh nghiệm từng trải của mình với các bạn độc giả, để mọi người có thể tìm hiểu những hoạt động bổ ích khi muốn tạo ra tự do về mặt tài chính. Dưới đây là ba bí quyết bạn cần phải nắm vững để trở nên giàu có. Bí mật thứ nhất, hãy hào phóng. Ông bà tôi thường xuyên quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện và giúp đỡ hàng xóm khi họ cần, có can đảm để hào phóng khi bản thân mình cũng đang phải vật lộn với cuộc sống, cho thấy bạn luôn tự tin vào khả năng của mình. Vậy làm thế nào để quyên góp một cách hợp lý và ý nghĩa nhất? Chia sẻ niềm đam mê tiền bạc hay thời gian theo một cách đặc biệt thường mang lại cảm giác mới mẻ trong cách nhìn nhận của bạn đối với thế giới bên ngoài. Bí mật thứ hai, học cách biết ơn. Ông bà tôi luôn luôn trân trọng và đánh giá cao những cơ hội có sẵn trên quê hương mới của họ. Ngược lại, bố mẹ tôi thường hay phàn nàn về tiền. Dù họ kiếm được rất nhiều, sự thiếu hài lòng khiến bản thân họ cảm thấy không bao giờ là đủ và chi tiêu vượt mức cho phép, dẫn đến cảnh nợ nần. Suốt cuộc đời họ luôn chiến đấu vì tiền và đổ lỗi cho nhau về kết cục của mình. Những cuộc cãi vã liên tục xảy ra trong gia đình khiến tôi căng thẳng và không thể chịu đựng được. Khi bạn thể hiện sự biết ơn và hài lòng với những thứ mình có, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bản thân muốn. Vì vậy, bạn cần phải rèn luyện lối sống biết ơn kể từ ngày hôm nay một cách dễ dàng. Để thể hiện lòng biết ơn, đó là liệt kê những thứ mà bạn đánh giá cao trong cuộc sống của mình. Nó có thể là sức khỏe, gia đình, bạn bè hoặc một doanh nghiệp mà bạn sở hữu đang trên đà phát triển mạnh. Một tác giả và cố vấn tài chính nổi tiếng từng nói, bạn phải giành quyền kiểm soát tiền của mình, nếu không nó sẽ quay lại điều khiển bạn. Bí mật thứ ba, tạo ra một kế hoạch hàng ngày và hành động nhằm hướng tới mục tiêu đã đề ra. Chỉ có một người con của ông bà tôi là làm việc có kế hoạch, chú tôi và vợ ông luôn sống một cuộc sống lành mạnh và hài lòng với những gì họ có. Do đó, ông ấy luôn kiếm được nhiều tiền hơn những người khác. Chúng tôi thường đưa ra những kế hoạch dài hạn và làm việc dựa trên những mục tiêu đó, trong khi anh chị em của ông lại chi tiêu vượt quá khả năng của mình và không biết tận dụng thời gian mà họ có. Họ nghĩ rằng bản thân đang sống một cuộc sống tốt, nhưng sự căng thẳng trong tư duy và nợ nần đã ảnh hưởng đến tài chính và cảm xúc của họ rất nhiều. Bạn có đặt mục tiêu cho bản thân mình không? Đầu tiên bạn cần tạo ra một danh sách bằng văn bản về các mục tiêu và ưu tiên thực hiện chúng, viết chúng lên trên các tờ giấy và nhớ và đọc to hàng ngày. Điều này sẽ giúp kích thích bản thân bạn hành động. Khi bạn đã đạt được mục tiêu của mình, hãy gạch chúng ra khỏi danh sách trước đó. Bạn sẽ cảm thấy bản thân đang nhận được sự hài lòng và tạo động lực thúc đẩy để tiếp tục thực hiện những mục tiêu khác. Như bạn có thể thấy, việc đạt được mức độ giàu có và tự do tài chính không khó như bạn nghĩ. Nếu bạn thực hiện tốt ba bí mật đơn giản này, con đường trải đầy hoa hồng đang chờ đón bạn.
Vâng, trên đây là chia sẻ rất tâm huyết về nội dung vận trình tử vi của người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 từ đội ngũ biên tập chương trình. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.